chùa Trung Lâm gần thành phương xa vào buổi sáng ngày đắp mi mang ba đi cấm tận đúng bây giờ đứng thế con trông thấy thanh niên sinh ra là lễ vai sao phương đông nam tây bắc chân dưới ngài hỏi tại sao làm thế sinh ra Oh.
là cư xử tốt với người thân của bạn, đó là cánh rễ mai phương nam tưng đạo nghĩa. Bạn bè làm như vậy được an lạc, không gì lo lắng. Này gia chủ đối với phương dưới tưng người giúp việc, thì người chủ nên làm năm việc. Một là không giao việc quá sức, hai là trả thù lao tương xứng, ba là chăm sóc kỹ lao yếu, bốn là chia sẻ món ngon vật lạ, năm là không bắt làm việc quá giờ. Đáp lại đối với chủ người giúp việc nên làm năm việc. Một là tương chưa chủ, hai là ngủ sao chủ, ba là không lấy những thứ không cho, bốn là siêng năng làm việc, năm là giữ tiếng tốt cho chủ. Đó là cánh để bay phương dưới tưng đạo nghĩa. Chủ tớ làm như vậy được an là không gì lo lắng. Này gia chủ đối với phương trên tướng xa môn, thì người cư sĩ nên làm năm việc. Một là cử chỉ thân thiện, hai là lời nói thân thiện, ba là tư tưởng thân thiện, bốn là luôn mở rộng cửa đón tiếp, năm là cúng dường thứ sự. Đáp lại đối với cư sĩ xa môn nên làm năm việc. Một là hướng dẫn cư sĩ xa điều ác, hai là hướng dẫn cư sĩ làm việc lành, ba là luôn cư xử với thân tự ái, bốn là giảng giải đạo lý đường thẳng, năm là chỉ đường an vui đời sau. Đó là cánh để bay phương nam tưng đạo nghĩa, tâm tục làm như vậy được an là không gì lo lắng. Nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, thành niên sinh ra tỏ niềm hoan hỷ tâm bi diệu hạnh. Đức Thế Tôn chánh pháp được chán chạy như người lật lên những gì bị ấm xuống, với bài những gì bị che phủ, chỉ đường cho người gạt lối đem ánh sáng vào chỗ tối. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, xin Ngài nhận biết cho